hai các bạn sáng nay ra ngoài tưới cây đũa chim. Tự nhiên thấy có một cái trái cốc chín nó rụng. Trời ơi, mừng ơi là mừng luôn. Trồng cái cốc này mấy năm nay mình cứ nói để mình chờ cái cốc chín ăn coi nó như thế nào, coi nó có giống cốc Việt Nam không. Mà cứ lâu lâu thèm ra cắt một chùm, lâu lâu thèm ra cắt một chùm, thành ra mấy năm nay không có được ăn cốc chín. Tự nhiên sáng nay ra cái thấy trái cốc chín rụng, mừng ơi là mừng. Mới vén cái lá để tìm coi còn trái cốc chín nào không, thì thấy ở phía bên trong á có một trái nữa. Đó, thế là ngắt xuống luôn. Rồi bây giờ ngồi đây kể cho các bạn nghe mà mình còn thèm nữa đó. Đó, và bây giờ đi qua cái hướng khác, ráng nhìn bên trong coi còn cái trái cốc chín nào nữa không để hái nữa. Đó, và khi mà mình hái cái trái cốc chín đó các bạn, mình cầm á, mà mùi thơm của trái cốc chín á, nó thơm mới là thơm, chỉ muốn cắn ăn tại đó thôi. Nhưng mà ráng một chút xíu để vào nhà gọt vỏ rồi ăn và quay video chia sẻ cho các bạn. Đó, thì cũng như các bạn biết là cái cốc của mình năm nào cũng sai trái, sai nhiều lắm. Đó, và nãy giờ kiếm thì không thấy còn trái cốc chín nào hết. Chắc hai cái trái này nó nằm khuất ở trong mình không thấy, thành ra nó chín đó các bạn. Đó, còn cái chùm này nè, bữa giờ ở trong để cũng già rồi, mà không biết bây giờ vào ăn thử cốc chín nếu mà nó ngon mà mình để cái chùm này nó già nữa, không biết bao lâu nó mới chín. Đó, quá trời trái luôn. Đó, thì cốc Thái này khi mà nó còn sống á, ăn là nó cũng không có chua nhiều đâu các bạn. Nó chua nhẹ thôi, rất là ngon. Thành ra là cái cốc Thái này khi mà mình ăn sống á, mình mỗi lần ăn mình cắt, mình không có cần ăn chấm muối, chấm gì hết, mình ăn không như vậy đó. Đó, thì hôm nay khi mà tìm kiếm coi còn trái cốc chín nào nữa không, thì thấy cái cây hiện tại nhiều trái quá, chùm nào chùm nấy nặng quá, thành ra mình mới quyết định mình cắt cái chùm mà nó xà ở dưới đất này nè. Đó, cái chùm này nè, bữa giờ nó xà dưới đất á, nên mình quyết định mình cắt nó đi để cho cái cành nó không có nặng, cũng như là bớt trái đi để cho mà cái cốc nó ra những cái bông á, nó sẽ đậu thêm những cái trái khác. Đó, và bây giờ mình vào nhà mình sẽ gọt cái cốc chín mình ăn và chia sẻ với các bạn. Thì đây là cái trái cốc mà nó rụng xuống dưới gốc á, thành ra là nó có vẻ là nó chín hơi nhiều, cũng như là chín quá đó các bạn. Thành ra là có vài chỗ nó giống như là nó bị hư nhẹ nhẹ đó. Đó, nhưng mà các bạn biết không, ăn rất là đã các bạn ơi. Ăn nó chua chua nhẹ nhẹ, mà nó cái hương vị mùi trái cốc Việt Nam hồi xưa mà mình hay ăn á. Rồi nó juicy. Trời ơi, mình ăn mà mình phải nói là mình gọi là cái gì, mình enjoy từng cái miếng cốc mà mình ăn luôn các bạn. Rất là ngon, ngon y chang như là hồi xưa mình ăn cốc chín ở Việt Nam vậy đó. Và cái trái thứ hai á, thì cái trái mà mình hái ở trên cây á, thì có thể là nó chưa có chín hoàn toàn, thành ra nó ở trên cây nó còn hơi một cái chút màu xanh lợt á, thì ăn nó không có ngon bằng cái trái đầu tiên mà nó rụng xuống dưới đất, cũng như là nó chín mùi á. Đó, nhưng mà ăn vẫn rất là ngon, ăn y chang như có Việt Nam chín hồi xưa mà mình ăn luôn á các bạn. Và khi mà mình ăn cốc á, mỗi lần mà mình ăn cốc á, mình nhớ hồi đó ở Việt Nam, không biết có ai giống mình không, chứ hồi đó ở Việt Nam mà mình ăn cốc sống á các bạn, cái mình hay lấy cái trái cốc á, mình để đằng sau cái kẹt cửa, cái mình kẹp cái cửa lại, cái trái cốc nó bể ra, không có gọt vỏ, không có gì hết, chỉ rửa sơ thôi, rồi bỏ đằng sau cái cửa, đóng cái cửa lại cho nó kẹp cái trái cốc bể ra, rồi ngồi ăn ngon lành luôn. Không biết có bạn nào hồi xưa mà ở Việt Nam ăn cốc mà sống giống mình không. Trời, mà giờ ngồi đây kể là chắc các bạn nghe tự nhiên mình thèm cái cảm giác mà ăn hai cái trái cốc chín đó, quá ngon lắm các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình quyết định mà cái chùm cốc mà già hồi nãy ở chính giữa của cây cốc á,
mình sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ cho nó chín để mà mình được ăn cốc chín một lần nữa. Còn đây là cây ổi xẻ của mình nè các bạn. Vào thời điểm này thì nó đậu nhiều trái lắm, đậu chùm chùm luôn á. Có những chùm mà có 8-9 trái trên một chùm đã lắm. Mình đang nóng lòng chờ cái ổi xẻ này nó chín để mà mình ăn á. Mình nhớ lần đầu tiên mình ăn cái ổi xẻ này, trời ơi nó thơm mà nó ngon vô cùng. Thành ra bây giờ cưng cái cây ổi xẻ này lắm. Đó, các bạn thấy trái không? Một cái chùm này cũng gần 10 trái phải không các bạn? Nhiều lắm. Đã vậy còn ra hoa nữa. Thì ổi xẻ này các bạn biết không, nó ra nhánh, nó ra lá sai vậy lắm. Thành ra là cứ mỗi lần mà mình ra, mình thấy nó ra những cái nhánh nào mà những cái nhánh nó không có bông á, là mình sẽ lặt bỏ đi. Nhất là những ở khúc giữa của cái cây ổi á, tức là ở giữa thân á, đó, không có để nó tùm. Thành ra là mình ra mà mình thấy nó tùm, không có trái, là mình tỉa bớt, mình lặt bỏ bớt để cho cây nó thoáng, cũng như là nó dồn cái dưỡng chất vào, nó nuôi trái, nó ra bông đó các bạn. Đó, cũng như bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cái phần dưới của cây ổi nè. Đó, mình tỉa trống trơn luôn. Thành ra bạn nào mà đang trồng cây ổi xẻ đó, mà cũng đang ra trái á, thì các bạn nếu mà cây tùm quá, các bạn cũng nên tỉa bớt những cái cành lá ổi nào mà nó không có bông, không có trái á, để cho cây nó nhẹ và nó tập trung vào nó nuôi trái ra bông cho mình. Còn bên đây là sớm nhà lá táo tàu. Đó, trời ơi, các bạn nhìn cái cây Sansili của mình nè. Rụng trái thấy thương luôn á. Rồi bây giờ mấy ngày nay á, ngày nào cứ mà mình ra mình tưới nước đuổi chim á, là mình cứ đi vòng vòng mình lụm những cái trái rụng như thế này nè các bạn. Những cái trái táo tàu rụng như thế này có nhiều lý do lắm. Thứ nhất á, là những cái con chim nó tới nó đậu trên cành cao á, bắt đầu nó mổ hoặc là nó cào cấu. Thứ hai là bị những con sâu á, nó đục lỗ, nó ăn cái trái táo tàu ở bên trong á các bạn. Nó làm cho trái táo tàu hư và rụng. Và thứ ba là việc mưa gió. Đó, thành ra là mấy ngày nay ngày nào cứ sáng ra là lụm một nắm như vậy đó. Đó. Rồi mình dục vào cái gốc cây để cho các bạn xem nè. Nhìn thấy xót không các bạn? Đến thời điểm này thì chỉ có táo tàu sugarcane và honey jar thì nó chín. Nó cứ chín từng đợt vậy đó, thì ăn lai rai thôi. Còn cây Sansili này mặc dù là ra trái đầu tiên, ra bông đầu tiên á, nhưng đến thời điểm này cũng chưa có chín nữa, mà cứ bị rụng bởi vì những con chim nó phá, với lại bị sâu. Mà các bạn biết không, lúc trước mình tưởng là cây táo tàu không có bị sâu chứ. Và năm nay khi mà có trái nhiều á, mình mới thấy không những mà bị sâu, một loại sâu mà tới hai loại sâu lần các bạn. Một loại sâu mà sâu con sâu bình thường mà dài dài á, nó bò là nó đục lỗ nó ăn. Hai là một cái con gì đó mình không biết nó là con gì, nó giống như con nhện vậy đó. Vậy mà không biết sao mà nó cũng đục lỗ vào cái trái táo tàu để nó làm tổ, rồi nó ăn cái trái táo tàu, nó làm cho táo tàu rụng đi. Đó, cũng như cái trái này nè các bạn thấy không, nó rụng mình lụm lên á, là ở bên trong đừng có thấy nó nám tưởng nó chín, là do nó bị hư á, ở bên trong nó mềm xèo à, là có con sâu nó đục ở trong đó rồi đó. Đó, cũng may là những cái con chim nó
nó tập trung nó phá cái cây sansili của mình, thành ra là cây sansili của mình có nhiều trái quá, thành ra là mình cũng thấy đỡ, chứ mà nó qua nó phá cái cây GA với lại cây sugarcane của mình chắc mình buồn lắm. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không tốt lành gì đâu, phải không các bạn? Tại vì cái cây sansili trái nhiều quá thì nó tập trung vào, nó phá cái cây đó và nó thấy rõ. Còn cây sugarcane, honeycha và GA thì chắc trái nó ít, thành ra nó không có để ý. Đó, còn đây là cái cây sugarcane của mình nè, nó trái nó chín đó các bạn. Bữa giờ nó cứ chín la ra như vậy á. Thay vì nếu mà để ngon á, là mình phải đợi cái trái của nó hoàn toàn nâu á, thì mình hái ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà khi mà cái trái mà nó nâu như vậy mà mình không hái á, là mấy con chim nó sẽ ăn trước. Thành ra bây giờ có những cái trái sugarcane mà nó nâu một bên vậy thôi là mình đã hái vô mình ăn. Và các bạn biết không, sugarcane mặc dù là nó nâu một cái vết như vậy thôi, nhưng mà khi ăn thì nó cũng rất là ngon các bạn, giòn ngọt lắm. Đó. Và cũng như các bạn thấy đó, cái cây sugarcane của mình cũng đang tiếp tục ra hoa, ra nụ đó các bạn thấy không? Do mình lặt lá đó. Đó, và hôm nay mình hái được 5 trái nè. Mà có một trái nâu mà nó bị héo á, tức là nó bị sâu rồi. Mình hái cầm vậy thôi chứ lát mình cũng bỏ chứ ăn không có được. Chỉ ăn được 4 trái kia thôi. Bông quá trời luôn. Đó, và bây giờ mình quay cho các bạn coi cái đây là cái trái táo sugarcane của mình bị một cái con quỷ gì nó giống như con nhện vậy đó các bạn thấy không? Nó đục vào giữa cái trái táo tàu nó làm tổ trong đó đó rồi nó ăn. Đó, bây giờ mình bắt xuống và mình sẽ đạp, mình giết nó. Và khi mà các bạn thấy không, mình đạp lên trái táo tàu á, nó nhảy ra rất là nhanh. Đó, và lúc này mình chưa biết, mình tưởng nó chết rồi mình mới coi, nhưng mà không có thấy nó đâu hết. Nhưng mà khi mà coi video lại thì mình thấy nó nhảy ra đó, và bây giờ nó bò lại để mà nó coi cái tổ nó làm sao đó. Đó, thế là nhân cơ hội này mình đạp nó chết luôn đó. Các bạn đã thấy không, không biết nó là con gì, không phải sâu, mà cái loại gì mà cũng mê ăn táo tàu giống như mình vậy đó. Trời ơi, lên đục trái táo tàu của mình làm tổ trên đó, mà làm tổ khôn lắm nha các bạn. Làm tổ mà nó giống như con chim vậy đó, nó lấy cái lá nó làm tổ, nó nối lại cái trái rồi để che cho nó, rồi nó nằm trong đó nó ăn cái trái táo tàu của mình. Còn đây là honeycha nè các bạn. Thì trong các loại táo tàu á, honeycha cái trái nó nhỏ lắm, nó tròn nhưng mà nó nhỏ lắm đó các bạn thấy không. Mình để cái trái sugarcane vào để cho các bạn so sánh á, nó nhỏ xíu à. Mình không biết là cây này là mình mới trồng năm nay thì nó nhỏ như vậy, rồi năm sau nữa không biết là nó có to hơn lên được một chút nào hay không, nhưng mà năm nay thì nó nhỏ lắm. Và honeycha thì cũng bữa giờ cũng chín lai rai, nhưng mà honeycha là lúc mình mua thì cái cây nó nhỏ hơn, nhỏ nhất, thành ra là năm nay nó ra trái cũng không có nhiều bằng sugarcane. Nó cũng chín lai rai như vậy đó, mình hái mình ăn. Đó, và bây giờ trên cây như các bạn thấy vẫn đang ra bông tiếp tục. Thì với cây táo tàu sansili nó rụng là do chim với lại sâu và gió. Còn với cây táo tàu GA Acidic nó rụng như vậy nè các bạn. Nó không có rụng từng trái nhỏ lẻ như sansili đâu các bạn, mà nó rụng một lần một chùm cả chục trái như vậy đó các bạn. Mà đây là lần thứ hai mình ra mình thấy, và thật sự mình rất rất là đau lòng luôn á các bạn. Mình nhìn mà mình buồn dễ sợ luôn. Cái GA Acidic mà mình thích nhất nè. Đó các bạn coi á, mình nâng niu, mình chăm sóc đủ thứ á, mà mỗi lần nó rụng một chùm như vậy đó các bạn. Mà các bạn thấy không, nguyên một chùm nó vẫn còn xanh tươi từ trái cho tới cuống luôn. Mình không biết lý do tại sao nó rụng, không biết là do gió mạnh quá nó rụng, hay là cái con nào, con sóc hay con nào nó nhảy lên nó níu cái cành đó rồi nguyên cái cành nó rụng xuống.
mình cũng không biết nữa. Nhưng mà đây là lần thứ hai rồi các bạn. Chùm này là chùm thứ hai rồi đó. Nó rụng như vậy đó, nhìn xót xa lắm. Mà giờ không biết làm sao bây giờ nữa. Đó, còn đây là những cái trái GA đang ở trên cây của mình nè. GA thì năm nay ra trái có vẻ cây khỏe, thành ra là ra trái cũng to hơn nhiều so với năm ngoái. Đó, trái dài, to. Mình cũng đang háo hức chờ đợi cái cây GA này nó chín để mà mình thưởng thức nó nè các bạn. Nhìn đã không? Trái nó không có nhiều bằng Sansili nhưng mà mình thích lắm, cưng dữ lắm. Đó, các bạn thấy không? Cũng nhiều chứ bộ, ha các bạn ha. Hy vọng mà 1 tháng hay 2 tháng nữa nó chín thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Không có chim chóc quậy phá hay là sóc hay là mưa to gió lớn gì nữa. Để mình có thể thưởng thức một cái trái táo tàu mà mình rất là yêu thích. Và bây giờ mình sẽ rửa sơ trái táo tàu sugarcane này và ăn thử cho các bạn xem nha. Và cũng như các bạn thấy, mình hái trái táo tàu này khi nó mới chỉ vừa chín nám một bên thôi. Mặc dù vậy khi mà mình ăn nó vẫn rất là giòn, vẫn rất là ngon và vẫn rất là ngọt các bạn ơi. Và táo tàu sugarcane cũng là một loại táo tàu mà các bạn nên mua cây về trồng ở trong vườn của nhà mình. Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, với cái thời tiết nắng nóng như thế này, mình đi vòng vòng ở ngoài trời, mình chăm sóc cây, mình mệt mỏi, mình khát nước. Và bây giờ mình ngồi xuống, mình ăn một cái táo tàu, nó giòn, nó ngọt, nó ngon. Trời ơi, cái cảm giác rất là sung sướng, rất là đã các bạn ơi. Yummy. Và bây giờ khi mà mình đi đến cái bên cái greenhouse nhỏ này thì mình khám phá trái dưa gang của mình nó nứt da như thế này nè các bạn. Trời ơi, nó thơm ơi là thơm. Và đây là dưa gang Huế mà người ta còn gọi là dưa gang Đà Nẵng đó các bạn. Thường những người Huế, những người ở Đà Nẵng đó, người ta trồng cái dưa gang này để mà người ta lấy cái trái còn xanh người ta làm dưa mắm hoặc là người ta ăn với muối, mình nhớ như vậy thì phải. Đó, và bây giờ mình trồng nó và mình để nó chín như thế này thì ăn cũng rất là dẻo, rất là ngon và rất là ngọt các bạn. Đặc biệt là trái dưa gang mà nó chín cây mà nó nứt da như thế này là các bạn cũng đủ biết là khi mà mình ăn á là nó sẽ ngon như thế nào giữa cái thời tiết nắng nóng như thế này ha các bạn. Một lát vào nhà mình sẽ dầm đường, dầm đá, thêm một chút xíu whipping cream lên. Trời ơi, tưởng tượng thôi là thấy ngon rồi. Đó, còn bên đây là những cái trái dưa gang khác nè, cũng chín rộ rồi, có một trái nó rụng xuống luôn rồi các bạn thấy không? Đó, mùa này ở Houston là nhà nhà đều ăn dưa gang, người người đều ăn dưa gang các bạn, đã lắm. Còn phía bên đây là cây sori thì bữa giờ cứ chín lai ra như vậy đó các bạn. Đó, như vậy là lật đật phải hái vào, không thôi là trễ một chút xíu là mấy con chim nó lại nó cũng ăn hết. Hoặc là nó không ăn thì nó mổ làm sao để rụng xuống dưới đất hết luôn. Nhìn đã không các bạn? Chua chua, ngọt ngọt, ngon lắm. Cái này thì cần chấm với muối ớt là trên cả tuyệt vời luôn các bạn ơi. Yummy yummy yummy.
các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!